Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục An ninh Quảng Bình kỳ này xin gửi đến quý vị và các đồng chí phóng sự Vì một môi trường giáo dục bình yên. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện thông tư liên tịch 34/2009/TT-LT ngày 20 tháng 11 năm 2009 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Công an về phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trong những năm qua, hai ngành công an và giáo dục tỉnh Quảng Bình đã tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học, xây dựng và thực hiện có hiệu quả mô hình trường học an toàn về an ninh trật tự. Trường Đại học Quảng Bình hiện đang đào tạo 19 ngành hệ chính quy với hơn 5.000 sinh viên. Trong công tác liên kết đào tạo, trường có các ngành đào tạo hệ đại học và trên đại học với gần 300 học viên. Trường Đại học Quảng Bình có số lượng sinh viên đến từ 26 tỉnh thành trong cả nước và hàng chục sinh viên đến từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Thái Lan. Có giáo viên thỉnh giảng đến từ các nước châu Âu, phần lớn đều ở ngoại trú, nội trú. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự lại càng cấp thiết và được nhà trường hết sức chú trọng. Trong những năm qua thì an ninh trường học của Trường Đại học Quảng Bình là được đảm bảo rất tốt. Điều đấy góp phần làm nâng cao chất lượng đào tạo và giáo dục sinh viên. Có được điều đấy thì là do sự phối hợp rất tốt giữa Trường Đại học Quảng Bình với các lực lượng công an như PA83, Công an thành phố và Công an phường Bắc Lý. Cái việc đảm bảo an ninh an toàn trường học là một cái yếu tố rất quan trọng và tương đối khó bởi vì tính đa dạng của người học. Với hơn 6.000 người học thì có đến 26 tỉnh thành và có yếu tố người nước ngoài như sinh viên Lào, sinh viên Thái Lan và giảng viên đến từ Hoa Kỳ. Đi đôi với công tác giáo dục đào tạo, Trường Đại học Quảng Bình luôn chú trọng đến công tác giáo dục sinh viên phòng chống ma túy, tội phạm và các tệ nạn xã hội, không để xảy ra trường hợp xấu trong khu vực trường học và ký túc xá. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên và hội sinh viên cũng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất, nhân cách của sinh viên, giúp các em nhận thức được vai trò của thế hệ trẻ, sống có mục đích, biết cống hiến tài năng, sức lực cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Khi tham gia mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở trường học thì chúng em được tuyên truyền và giáo dục về pháp luật, tránh xa được các tệ nạn xã hội và có lối sống lành mạnh hơn. Từ đó thì chúng em sẽ góp phần vào đảm bảo an ninh trật tự ở trường học cũng như là ở địa phương chúng em đang sống và cho toàn xã hội nói chung. Và sau đó thì chúng em cảm tự ý thức được và rèn luyện bản thân. Trường Đại học Quảng Bình đã hưởng ứng tích cực phong trào, đảng ủy và lãnh đạo nhà trường đã có chủ trương biện pháp tích cực. Phòng quản lý sinh viên đã có những cái biện pháp để tổ chức triển khai công tác giáo dục tuyên truyền pháp luật, tạo điều kiện để các em tiếp thu nhiều hơn, sâu hơn và trực tiếp hơn các nội dung về phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS. Đây là một trong những nội dung cơ bản nhất mà học sinh sinh viên cần phải nắm được để có kỹ năng từ phòng ngừa và từ làm tốt công tác tuyên truyền trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nói chung và trong trường học nói riêng. Đứng chân trên địa bàn huyện Quảng Ninh, trường Trung học phổ thông Ninh Châu cũng là một đơn vị làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Để thực hiện tốt mô hình trường học an toàn về an ninh trật tự, ban giám hiệu nhà trường đã chú trọng tổ chức quán triệt cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước và văn bản liên quan đến công tác an ninh trật tự trường học, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội của các ban ngành liên quan. Từ đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trường học, phòng chống tội phạm, ma túy trên địa bàn. Hiện nay ở trong trường chúng tôi cũng còn có một số học sinh vi phạm nội quy nề nếp của nhà trường như đi xe máy khi đến trường, rồi bỏ tiết, bỏ buổi, chơi game, rồi sao nhãng việc học tập. Một con có một số em còn gây xích mích mâu thuẫn với nhau. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường và đội ngũ thầy cô giáo chúng tôi cũng rất quan tâm, thường xuyên nắm bắt thực trạng, tâm tư, tình cảm của các em. Qua đó có nhiều cái biện pháp để nhắc nhở, giáo dục các em học tập và rèn luyện tốt hơn. Song song với nhiệm vụ dạy tốt, học tốt,
Các trường học và cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các nhà trường. Bằng nhiều hình thức, biện pháp, các địa phương và nhà trường đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục sâu rộng đến cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, nội dung chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng ngừa tai nạn, tệ nạn khác. Gắn kết các hoạt động truyền thống, tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực với cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, từng bước xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống trong sạch cho học sinh, sinh viên. Cùng với việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, nhà trường đã lồng ghép, tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và kỹ năng phát hiện, phòng ngừa tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội thông qua môn học giáo dục công dân, hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ, chào cờ đầu tuần và xây dựng nội dung các khẩu hiệu áp phích, bảo tường, thường xuyên củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách, lực lượng tự vệ. Trong quá trình triển khai mô hình, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và lực lượng công an cũng như sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền sở tại và quần chúng nhân dân đã góp phần giảm thiểu tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn trật tự trong nhà trường và các địa bàn xung quanh. Đồng Hới là một trong những địa phương thực hiện tốt mô hình này. Hiện nay, thành phố đã có trên 200 loại mô hình đảm bảo an ninh trật tự tại các trường học. Trong đó, một số mô hình tiêu biểu hoạt động có hiệu quả, phát huy được tác dụng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự như đội an ninh trường học, lớp học tự quản, cổng trường an toàn, nói không với ma túy, HIV/AIDS, đội cờ đỏ tự quản, đội xung kích trường học, ký túc xá tự quản, khu nhà trọ sinh viên tự quản, v.v. Ngoài ra, một số mô hình mới có hiệu quả đang được áp dụng ở các trường học, như mô hình quản lý trường học bằng cách lắp camera an ninh trong khu vực trường, như trường trung học cơ sở số 1 Nam Lý, trung học cơ sở Quang Phú, trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, câu lạc bộ đoàn kết các dân tộc ở trường phổ thông dân tộc nội trú, quản lý khu nội trú ở trường trung học phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, trung học cơ sở và trung học phổ thông Chu Văn An, mở cổng phụ để giảm tải lưu lượng học sinh trên trục đường chính ở trường tiểu học Đức Ninh. Qua 5 năm thực hiện thì có thể nói là thu được những kết quả rất tốt, rất đáng phấn khởi, đã tạo ra một cái môi trường giáo dục rất lành mạnh và đảm bảo được an ninh trật tự trong trường học, để góp phần nâng cao cái chất lượng giáo dục toàn diện và đã góp phần trong vấn đề ổn định an ninh trật tự của tỉnh nhà nói chung và trong các nhà trường nói riêng. Điều rất đáng phấn khởi là mô hình xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự đã thu hút cái sự quan tâm rất lớn và đồng thuận rất cao trong nhân dân. Cái sự phối hợp rất chặt chẽ giữa các ngành với giáo dục đào tạo và đặc biệt là đối với công an, đối các nhà trường, với các tổ chức đoàn thể, với nhà trường, giữa phụ huynh học sinh, rồi giữa học sinh với nhà trường, vân vân. Và từ đó là cái ý thức, cái trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, của học sinh trong vấn đề xây dựng trường mình đảm bảo an ninh trật tự thì càng ngày càng tốt hơn. Trong những năm vừa qua, tình hình an ninh trật tự trường học ở tỉnh Quảng Bình đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, số vụ liên quan đến an ninh trật tự trường học giảm đáng kể. Nếu như năm học 2010-2011 xảy ra 239 vụ, thì đến năm học 2014-2015 chỉ còn 83 vụ. Với sự cố gắng trong khi triển khai thực hiện mô hình trường học an toàn trật tự, nên năm học 2013-2014 có 570 trên 618 trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Ngành Giáo dục Đào tạo Quảng Bình đang đề nghị Ủy ban Nhân dân các cấp xét công nhận 852 trường trên 616 trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự trong năm học 2014-2015. Thì trường học và cơ sở giáo dục là cái nơi tập trung nhiều thế hệ trẻ và học sinh. Đây là cái địa bàn, cái đối tượng mà kẻ địch thường lợi dụng để lôi kéo trong cái chiến lược diễn biến hòa bình của chúng. Mặt khác nữa, địa bàn trường học cũng là nơi tập trung thế hệ trẻ học sinh sinh viên. Chính vì thế, bọn tội phạm cùng tìm cách để tìm địa bàn để hoạt động.
đặc biệt là trong tội phạm hình sự, rồi cố ý gây thương tích, rồi trộm cắp, rồi là ma túy, thì chúng lợi dụng cái học đường này để hoạt động phạm pháp. Chính vì vậy, trong thời gian tới, lực lượng công an cũng như là ngành giáo dục cần phải tiếp tục củng cố lại triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự ở học đường trong giai đoạn 2015-2020, đặc biệt là phải thành lập và củng cố lại các cái ban an ninh trật tự trường học sau khi các tổ chức đảng đã tiến hành đại hội, để làm sao tiếp tục các cái giải pháp về đảm bảo an ninh trường học được ngày càng tốt hơn, nhất là các cái ban an ninh trật tự trường học, rồi là các cái tổ chức ở trong trường cần phải củng cố như là đoàn thanh niên, rồi là đội thiếu niên sao đỏ, cờ đỏ, thanh niên là đảm bảo an ninh trường học, cổng trường an toàn sạch đẹp, rồi gắn kết giữa nhà trường với hội cha mẹ học sinh, gắn kết giữa chính quyền với nhà trường để làm sao tạo được một cái thế trận về an ninh trật tự trường học ngày càng vững mạnh, đảm bảo cho cái việc tự phòng tự quản, tự đảm bảo cái an ninh trật tự ở cơ sở để ngày càng đảm bảo yêu cầu giữ gìn an ninh trật tự trường học được tốt hơn. Qua 5 năm thực hiện việc xây dựng mô hình trường học an toàn về an ninh trật tự giai đoạn 2011-2015, có thể khẳng định mô hình này đã góp phần thay đổi nhận thức và trách nhiệm của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh về những tác động xấu của việc vi phạm pháp luật và tình trạng bạo lực học đường. Qua đó cùng nhau ý thức hơn trong việc xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh và thân thiện. Kết quả đó không những tạo môi trường thuận lợi để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, dạy tốt học tốt, mà còn là cách thức đẩy nhanh việc thực hiện xã hội hóa công tác an ninh trật tự theo hướng từ phòng, từ quản, từ bảo vệ ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung, trong trường học nói riêng. Chuyên mục An ninh Quảng Bình kỳ này xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.